Cửa hàng Hoa Lâm xin chào cô chú. Ngày hôm nay tôi bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số giò hải yến blue. Mặt hoa của nó nha cô chú, hoa rất là đẹp luôn. Rồi cái dòng hải yến rừng đó thì nó theo mùa. Nhưng mà cái hải yến blue này thì nó rất là xuyên hoa cô chú. Nó hoa quanh năm luôn và đặc biệt là nó có hương thơm. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Hải yến blue. Dòng này rất là xuyên hoa và hiện tại thì bên con đang bán với giá tiền là 180.000 một giò. Và cô chú nào mua một cặp á, thì sẽ được giảm 30.000, đồng giá là 330.000 một cặp. Và bên con sẽ quay từng mã số và hình kê cho các cô chú mình dễ tham khảo và chọn lựa. Hải yến thái nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 04 và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đây là mã số 1 nha cô chú. Và rễ đâu đang phúng ra rất là tốt rồi. Đây là hàng thuần rồi nha cô chú, hàng thuần vườn rồi. Mã số 1. Và cái dòng này rất là xuyên hoa cô chú. Và giá của giò này là 180.000 cho giò mã số 1. Nó dài được khoảng có 4 5 xăng nha cô chú và một bên được khoảng có 15 xăng. Đây là hải yến blue của Thái nha cô chú. Và giá của nó là 180.000 một giò, một cặp là 330. Đây là mã số 1. Đây là mã số 2 nha cô chú. Trời trứng mưa rồi. Và rễ bắt đầu đang phúng ra rất là tốt luôn, rất là khỏe nha cô chú. Giá là 180.000, đây là hàng thuần nè cô chú. Dài được khoảng cỡ 7-8 xăng nè. Giá của nó là 180.000 giờ mã số 2. Tiếp tục đây là mã số 3 nha cô chú. Giá là 180, cây rất là đẹp luôn. Giờ mã số 3, 180.000, hải yến thái cô chú. Và tất cả đang bắt đầu xuống rễ rất là tốt. Đây là hàng thuần nha cô chú. Giờ mã số 3, 180.000. Mã số tiếp theo cô xin giới thiệu với các cô chú đó là mã số 4. Đây, đang bắt đầu xuống rễ rất là tốt nè cô chú. Đó, giờ mã số 4. Giá là 180.000 luôn. Thân này nó rủ xuống rất là đẹp nè cô chú. Giờ mã số 4. Và kích thước cây của nó là được khoảng có 8-9 xăng. Cây rất là đẹp nha cô chú. Giờ mã số 4, 180.000. Mã số tiếp theo là mã số 5. Giá là 180.000 luôn cô chú. Đây là mã số 5. 180.000. Mã số 6 nha cô chú. Giờ này đang bắt đầu rễ lên phúng ra nè. Tuy nó có thân nó nhỏ nhưng mà nó có hai thân. Giá là 180 luôn. Đây là mã 6 nha cô chú. 180.000 cho mã số 6. Và con quay hơi nhanh một tí tại vì trời cũng sắp mưa rồi. Giờ mã 6 giá là 180.000 nha cô chú. Tiếp tục là mã 7 nha cô chú. Giá là 180 luôn. Mã số 7. Hải yến của Thái nha cô chú. Giá là 180.000 mã số 7. Và hiện tại thì con về rất là nhiều. Nếu mà cô chú nào không thích mã số nó con sẽ lựa cây cho. Giờ mã số 7 180.000. Tiếp theo là mã số 8 cô chú. Giờ nó đang có mầm ở dưới đây nè. Rễ nó bắt đầu đang phúng ra rất là khỏe. Và kích thước cây được khoảng có 7-8 xăng. Một bên lá thì được khoảng 15-16 xăng nè cô chú. Đây là mã số 8. Giá là 180.000 mã 8. Và mã tiếp theo đó là mã số 9. Giờ này nó đang nhú ra nè. Con không biết là nụ hay là ki nha cô chú. Đây là giờ mã số 9. Giá là 180.000. Mã số 9. Rễ của nó đang phát triển rất là tốt cô chú. Giờ mã số 9 giá là 180.000. Tiếp tục đây là mã số 10, đồng giá nha cô chú. Giờ mã 10, đồng giá. Và mã số tiếp theo là mã số 11, đồng giá là 180 luôn. Rễ đã phúng ra rất là tốt cô chú. Nó dài được khoảng có 9-10 xăng nè. Giá là 180.000, đây là mã số 11. Và mã số tiếp theo là mã số 12 nha cô chú. Giá là 180.000 luôn, mã 12. Mã số 13 cô chú, nó có một số thân nó đang sưng ra nè. Nó đang nhú rồi nè. Này thì không biết là kỳ hay là vò. Cái này là vò hoa nè cô chú. Đang có mầm luôn. Giá là 180. Đây là giò mã số 13. 180.000, đang có vò hoa luôn. Và mã số tiếp theo là mã số 14 nha cô chú. 180.000 mã số 14. Và tất cả nó đều đang bắt đầu nhú rễ rồi nên mình về mình trồng rất là dễ nha cô chú. Đây là mã số 15. 180.000 cho mã số 15. Và do trời mưa nên con sẽ quay tới 15 mã số nha cô chú. Và hiện tại thì con đang có rất nhiều giò luôn. Rất nhiều mã hải yến thái nha cô chú.